Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn. Hôm nay tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà của chị Hồng Loan ha cả nhà. Có một sự kiện rất là quan trọng cũng như là mọi người cô chú anh chị cũng đang mong chờ để theo dõi, đó là cái ngày Giáp Năm cũng như là dỗ đầu của Bác Năm cả nhà. Hiện tại thì trên màn hình quý cô chú anh chị mình đang thấy là chiếc xe ba gác đang chở những cái thanh sắt chị Loan cả nhà đến che rạp ha quý cô chú anh chị. Chị Loan đang ra phía bên ngoài. Đây quý cô chú anh chị. Mọi người đồng quá quý cô chú anh chị. Đây là chiếc xe của quý cô chú, chiếc xe ba gác ha, chở những thanh sắt tới đây để che rạp, dựng rạp lên. Để một chút xíu nữa thì sẽ diễn ra gọi là cái ngày mà tưởng nhớ Bác Năm mất ha cả nhà. Đâu rồi cô chú anh chị? Tại thì chị Hồng Loan đang qua phía bên bên hông đường để giống như là xin đó cả nhà, mình đi gọi là giao lưu với lại những nhà hàng xóm để có thể là cho để nhờ cái gì đó bên hông nhà. Chị Hồng Loan của chú anh chị đang thấy đang cầm lên trên tay là cái bánh kem, một cái bánh ngọt với lại ly cà phê sữa. Đây. Cái chú đây á, với lại cái chị gái đây á, dựng rạp khá là quen. Lần trước thì em nhớ không làm, lần trước thì cũng chú đây với lại chị đây là dựng cái rạp mà gọi là che để mừng đại tháng bé Biêu đó quý cô chú anh chị. Hôm nay rất là đông ha, đông anh em YouTube. YouTube còn đông thân khách luôn. Đó. Cái tiệc cái nhà hàng này á thì ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, gần bến xe miền Đông, đối diện bến xe miền Đông luôn cô chú anh chị. Có lẽ là đây là cái nơi quen thuộc mà bên nhà chị Hồng Loan hay đặt á, hay đặt để cho mọi người. Món ăn thì em thấy khá là ngon, khá là hợp lý. Hôm nay thì tổ chức, em nghe chị Hồng Loan chia sẻ đó là 8 bàn hay quý cô chú anh chị. Một chút xíu nữa đây thì má Tư sẽ đến 10 giờ thì má Tư sẽ đến ha quý cô chú anh chị. Hôm nay có rất là nhiều mấy anh em YouTube tới đây để chia sẻ, ghi hình chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị và các bạn mình. Rạp thì dựng rất là nhanh, trong vòng mà đâu đó nửa tiếng đồng hồ là xong rồi cả nhà. Nửa tiếng 45 phút là xong. Một lát nữa đây thì em tin chắc rằng là con đường này sẽ rất là đông, vì bà con cô bác mình đến đây để thắp hương nè, và cũng như là theo dõi về các anh chị nghệ sĩ quen thuộc đến đây để tưởng nhớ Bác Năm, cũng như là chị Ba Bình Tinh, anh Hai Vũ Lưng tới đây có thể là có những chương trình văn nghệ, thì mọi người sẽ đến đây rất là đông đó quý cô chú anh chị. Thank you.
cái rạp thì che rất là nhanh hả cả nhà, lắp ráp rồi thôi thì chỉ cần dặn những vài con ốc là ở đầu góc là xong ha. Rạp thì dựng trước, bàn ghế còn sớt lát nữa đem theo sau, và cũng như là đồ ăn cả nhà sẽ được đem tới theo. Phía bên trong bàn thờ ha quý cô chú anh chị. Wow. Rất là đông ở cả nhà. Trong là bàn thờ của Bắc Năm hay quê của chú anh chị. Hồi nãy đọc số điện thoại đó có 10 số à? 10 số mà.